Bột sắn dây có tính giải nhiệt rất là tốt, vì vậy các bạn có nên sử dụng bột sắn dây hàng ngày để giải nhiệt không? Sử dụng liên tục hàng ngày thì các bạn không nên, bởi vì sao? Tính hàn trong bột sắn dây so với những cái sản phẩm khác rất là cao, và nếu các bạn dùng liên tục hàng ngày thì cơ thể các bạn sẽ không có cơ thể các bạn sẽ không điều hòa tốt cơ thể. Ngoài ra nó sẽ làm cho các bạn chướng bụng đầy hơi nếu các bạn sử dụng quá nhiều và quá liều. Thì sử dụng cách nào thì ví dụ trong những cái thời điểm nắng nóng thì các bạn có thể hoàn toàn sử dụng để giải nhiệt cơ thể, hoặc khi các bạn cơ thể các bạn nóng trong, ví dụ các bạn bị nhiệt miệng hay là đại loại như vậy, mụn nhọt, thì các bạn có thể sử dụng. Sau đó nếu các bạn sử dụng vài lần thì các bạn sẽ nghỉ, sau đó rồi các bạn sẽ sử dụng tiếp, chứ không cần phải là các bạn ngày nào cũng sử dụng trường kỳ thì nó sẽ hại cho cơ thể các bạn nhé. Nếu các bạn nào có câu hỏi nào về bột sắn dây, về cách sử dụng bột sắn dây thì có thể liên hệ với nhà mình bán bột sắn dây Kinh Môn chuẩn 100%, nhà mình trồng cả sắn dây luôn, các bạn nhìn thấy vườn đằng sau, và mình sẽ làm những video chia sẻ cho các bạn. Bởi vì mình thấy trên mạng rất là nhiều người hiểu sai về câu chuyện bột sắn dây và cách sử dụng bột sắn dây, rất là nhiều những cái tài liệu mình thấy nó không chuẩn so với thực tế các bạn.